Vâng, em này, xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em lại sale với cái giá siêu siêu rẻ cho các bác một số những cái giỏ lan có tại vườn. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ nhà em. Bây giờ em lên các bác đầu tiên lên các bác làm một một khóm tam bảo sắc, lá xếp như này các bác nhá, tam bảo sắc lai châu lá xếp như này nhá. Cái dòng lá xếp thì nó biết là lá của nó, cái hoa của nó rất là, đây là một cây nhá, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 cặp lá, bên 8 bên 9 nhá. Đấy, một cây này em đếm từng cây cho các bác này. Cây này nó xếp rụt rịt vào các bác này, kéo gỡ không ra, nó cùng một khóm mà. Cùng một khóm không phải cùng một già đâu các bác nhá, các bác phải hiểu như vậy. Cây này mới là cây cùng một già này, xếp rụt cổ chai luôn, rụt rịt luôn. Đấy, cây này nó xếp như thế này cơ mà. Đấy, cây con nó xếp như thế này cơ mà. 3 nhá, 4 nhá. Đấy, cây này là đã là 3 rồi, 3 này, 4 này, lá xếp rụt rịt nhá. 5 này, 4 này, 5, 6, 7 cây, 7 cây các bác nhá, 7 cây. Đấy, xếp rụt cổ chai như này các bác này. Đấy, nhưng mà cái cây nguyên dài cái lỗ xếp dã man luôn. Cái này bán cho các bác là 300.000 đồng nhá, 300.000 đồng cho mã số 1 nhá. Cái nào nó đẹp thì thực sự các bác là chấp nhận giá thành nó cao thôi. Đôi khi có cây đẹp nó người ta bán thằng tiền triệu cơ. Cây này nó tương đối đẹp đấy, bán có 300.000 đồng. Số 2 em lên các bác một số hàng dài nhé. Giò này là một giò kiều tua 50.000 đồng. Tiếp theo thì cái nào nó ít tiền các bác gộp đơn cho em nhé. Đây là một bó kiều mỡ gà nguyên hình như này, kiều mỡ gà nhá, mã số 2. Kiều mỡ gà này là 170.000 đồng. Em cân 5 lạng nhá, 5 lạng, nhưng mà nó khi nó khô thì khéo là chỉ còn tầm 4 lạng thôi. Cái kiều mỡ gà này thì thực sự các bác là các loại kiều thì kiều mỡ gà là kiều đẹp nhất, hoa đẹp nhất trong các dòng kiều nhá. Mã số 2 là 170.000 đồng. Mã số 4 kiều mỡ gà 150.000 đồng. Một mớ như này nhá, rất nhiều cây nhá. Em cân xem mấy lạng. 4 lạng nhá các bác nhá. 150.000 đồng kiều mỡ gà cho mã số 4. Em cân rồi thì không phải đến từng cây nữa các bác nhé, vì cây nó nhỏ. Cây nó nhỏ bây giờ đếm cho nó bung bét. Mã số 5 là 180.000 đồng. Em cân cho bao nhiêu. Mã số 5 là 67. Mã số 5 này là gần 7 lạng các bác. 180.000 đồng mã số 5. Kiều mỡ gà nhé các bác nhá. Kiểu mỡ gà thì dòng kiều nó đẹp nhất rồi, không phải xét rồi các bác nhá. Số 8 cũng là một bó nữa. Nói chung là mỗi bó này là các bác về các bác có thể ghép được một giò. Mã số 8 là một, mã số 6 là 160.000 đồng. Mã số 6 là 160.000 đồng. Em cân nó 6 lạng nhá các bác nhá. Các bác mua cân trên thị trường mà cũng không phải là lúc nào cũng có. Cây nó dài như này là các bác hiện tại là người ta đang bán với giá là 300.000 đồng một cân nhá các bác nhá. Còn cái cây nhỏ này thì các bác, thứ nhất các bác về ghép nó an toàn, nó hợp lý, giá thành hợp lý, nó được nhiều cây hơn nhá. Tiếp theo em lên kiều dẹt nhá.
kiều dẹt, một dòng lan thì nó rất là hiếm rồi, nó hiếm hơn cả là kiều mỡ gà luôn. Kiều dẹt nhá, mã số 7, 150.000 đồng một bó như này nhá các bác nhá, em cân cho các bác. 1 2 3 lạng. Bó này 3 lạng các bác nhá. Mã số 7, 150.000 đồng. Mã số 8, 120.000 đồng. Em cân xem là mấy lạng. 2 lạng các bác nhá. Mã số 8, 120.000 đồng. Cây nó bé hơn các bác. Mã số 9, 170.000 đồng. Bó này thì nhiều cây. Mã số 9 này 3 lạng các bác nhá. 170.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một số giò lan nó rất là rẻ nữa đi. Và em cũng giới thiệu với các bác là một đặc sản của núi rừng Tây Bắc, đó là mật ong rừng, mật ong chuẩn xịn rừng nhá, mật ong khoái. Cái dòng mật ong khoái thì cái con ong khoái thì không bác nào nuôi được, vì nó là cái con ong nó rất là ác luôn, không thể thuần hóa được nó. Do vậy mà các bác mua ong khoái thì nó rất là chuẩn. À, một lít mật ong khoái này các shop khác đang bán cho các bác với giá là 400 đến 350.000 đồng. Em bán cho các bác 300.000 đồng một lít. Được chưa? 300.000 đồng một lít mật ong khoái rừng nhá. Tiếp theo em vẫn bán những cái giò thuần, giá nó rẻ. Hôm qua thực sự em bán rẻ, các bác thì nhau chốt lia lịa luôn. Do vậy hôm nay em tiếp tục có cái động lực lên bán cho các bác những cái giò như này. 200.000 đồng. Kiều vàng nhá các bác nhá. Một giò này thì rất nhiều cây và đã thuần nhá. Bộ rễ của nó này các bác biết rồi. Đấy. Bộ rễ nó như này nhá. Rất là nhiều cây luôn nhá. Mã số 10 200.000 đồng. Các bác nào chốt nhanh thì còn, mà chốt chậm thì khéo lại còn cái dây. Mã số 11 là một giỏ đùi gà tròn. Đấy, đùi gà tròn. Nói đùi gà tròn là sao tán nó tròn thế. 200.000 đồng tiếp. Rẻ chưa? Giá rẻ giật mình các bạn. Siêu rẻ đấy. Cái này ghép nó đã mất tầm cân mà. Một cân các bác đã mua mất 170.000. Đây em đang nói trên thị trường là ví dụ người ta bác mua cân đùi gà tròn Lai Châu và ghép 170.000 cộng với ship 30.000 nữa là đi 200. À, mua cái giớn này khoảng mua cái giá thẻ này khoảng 20.000 nữa. 220 công 15 giờ. Gọi lại công 15 giờ 50.000 đấy các bạn. Bán với giá rất rẻ rồi. Các bác khỏi phải mua cái hàng hàng rời về các bác ghép chưa? Đấy, bán này em không có công, còn vẫn phải giả công nhân công chăm lan rồi ghép lan đấy. 200.000 đồng. Mã số 11 nha. Mã số 12 Long Tu Xuân 150.000 đồng. Giá là chưa có phí ship nha các bác nhá. Các bác vui lòng ví dụ đơn nhỏ các bác vui lòng các bác ghép đơn cho em thì nó giá thành nó sẽ rẻ đi nha. Mã số 12 150.000 đồng. Long Tu Xuân nhá, đến bao cây? Rồi 4 6 8 10 khoảng gần 20 cây nhá. Em cứ gọi là thế, em đếm nhanh thì nó không chuẩn đâu. Mã số 12 nhá. 150. 13 là một giò tam bảo sắc, 3 cây như này. Dòng lá xếp thẳng đứng lên. Nó cứ lên thẳng đứng luôn như này. Đấy. 200.000 đồng nhá, mã số 13 nhá. Mười bốn đùi gà tròn Lai Châu đấy như này nhá, 150.000 đồng. Các bác khỏi phải mua hàng rời về ghép nhá. 150.000 đồng cho mã số 14 nhá, đùi gà tròn Lai Châu, hoa thì siêu đẹp. 15 120.000 đồng. Bán cái giá nó rẻ. 15 120.000 đồng.
16 là Kiều. 120.000 đồng tiếp. Cái mã số 16 nhá. Độ thuần của nó thì các bác yên tâm về độ thuần này nhá. Kiều vàng. Mã số 16 120. Những cái đơn hơn 100.000 thì các bác ghép đơn cho em nhá. 17 Sóc Lào 150. Các bác gọi vào số dưới tiêu đề nhá. Các bác em quay video mà các bác cứ nhắn tin ở trên kênh YouTube thì ai trả lời được. Ví dụ em phát trực tiếp thì các bác bảo tôi mua cái này tôi mua cái kia thì em trả lời ngay ấy. Các bác hôm qua các bác cứ hỏi vào cái này còn không, cái kia còn không. Các bác hỏi trên kênh YouTube ấy, thì em vẫn trả lời nhưng mà không trả lời ngay được. Vì quay video và phát trực tiếp khác nhau nhá. Mã số 17 Sóc Lào là nói liên miên. 17 Sóc Lào bán cho các bác 150.000 đồng. Chưa, giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Không có shop nào bán rẻ như em nhá. Mã số 17. 18 Quế Trắng tháng 8. 150.000 đồng. Bán nhanh. Mã số 18 nhá. 19 là một chậu sơn thủy tiên hồng đen. Bán cho các bác là 400.000 đồng. Nhưng shop khác đang bán tầm 600. Em bán đúng 400.000 đồng. Giá là chưa có phí ship. Với 9 là một giỏ kiều vàng như này nhá. Một giỏ kiều vàng này 200.000 đồng. Mã số 19 ghép lũa này. Độ thuần của nó thì thôi rồi. Các bác về cứ việc là chuẩn bị trăm và chuẩn bị chơi hoa này nhá. Mã số 19 200. Phi điệp vàng thân thủ. Thần to mập ú luôn các bạn, thần mập ú luôn. Mập ú luôn như này. Bán cho các bác là 100.000 đồng. Mã số 20, 100. 21 là một cái giò. Chết rồi, quên tên rồi. Đây hoa đây. Hoa vàng như này nhá. Đấy nó bói vàng như này. Toàn thân tơ như này nhá. Cái giò các bác cứ bảo là tôi mua cái giò em quên tên nhá. Giò quên tên này là 120.000. Giá rẻ giật mình luôn. 120.000 nhá. Các bác cứ bảo mua cái giò em quên tên. Mã số 21 nhá. 21 giò quên tên. Hai mươi hai là một giò này là giò kiều vuông lộc bắc nhá, kiều vuông lộc bắc thân thì nhiều vô kể luôn đấy, khoảng tầm 30 thân nhá. Các bác mà muốn làm tác phẩm thì các bác mua một cái giò là rất nhiều thân như này về thì các bác chăm nó tầm một năm thôi là nó sẽ có hoa. Các bác gần tháng 4, tháng 5 là có hoa thôi. Cái dòng này nó rất là dễ hoa mà đặc biệt là dễ chăm luôn các bạn. Rất là dễ chăm luôn các bác nhá. Bán cho các bác là 250.000 đồng. Mã số 22 nhá. Hai ba đây. Cái này nó là dòng tác phẩm rồi. Vì chậu kiều vuông này so với chậu kiều vuông kia thì giò này người ta bỏ công ra chăm là mất 3 năm thì nó mới đạt được như này. Đấy. Khoảng 3 năm nhá, em đoán thế tùy các bác chăm. 2,5 năm thì cũng khả năng. Giò này em bán cho các bác là 800.000 đồng. Giá yêu thương nhất nhá. Khoảng gần 30 thân nhá các bác nhá, gần 30 thân nhá. Cho mã số 24. Chồn Lai Châu. Một dòng lan thì nó quá là chất. Mà cái giò này nó rất là chất luôn các bạn. Nó giò này có 5 cây thì 4 cây nó xòe như cái quạt luôn. Trông nó rất là đẹp luôn.
Đấy, giò này xếp thẳng xếp nhá, trồng thẳng hàng nhá. Giò này em bán cho các bác là 350.000 đồng. Giá hương bụi trồn Lai Châu nhá. Các bác muốn mua lan rẻ có, lan đắt có nhá. Lan gì được. Em xả tầm sắc. Giá hương ta mỏ sắc, một trụ ta mỏ sắc như này nhá. Trụ siêu to như này nhá. Ghép 3 mặt, còn một mặt là để đóng hàng. Đây mặt sau đây. Dớn xiên này. Cái này cao khoảng tầm 50 cm nhá. Khoảng khoảng nhá, vì nó sẽ chênh lệch một tí. Có thể hơn mà cũng có thể kém. Trụ này hơn 20 cây nhá các bác nhá. Trụ này ta mỏ sắc bán cho các bác là 400.000 đồng. Cho mã số 25 nhá. 25 26 25. Mã số 25 nhá các bác nhá. Cái trụ ta mỏ sắc này là em rồng hết 3 kg. Rồng 3 kg nhá. 3 kg mà nhân với giá 130 là bọn em mua buôn đấy. Là hết 390. 390 cái giớn cái móc là mất 50.000. Là hết 440. Mất 100.000 tiền chăm sóc cái giò lan đấy. Thuê nhân công làm. Thuê chăm sóc thuốc thang 100.000. 25 giờ cơ mà. Vào hơn 500.000 nhá các bác nhá, bán cho các bác 400.000. Giá là chưa có ship nhá. Cái mã số 25. 26 là một trụ tầm vào sắc này đẹp này. Cũng thế nhá. 400.000 đồng. Cái mã số 26. Còn là đẹp không? 27 ra. Hoàng thảo kèn Lai Châu nhá các bác nhá. Mã số 27. Thân cao nhất khoảng tầm 70 cm. Có 3 thân. Giò này em bán cho các bác là 450.000 đồng. Các shop khác đang bán tầm tiền triệu đấy, 800. Em bán cho các bác 400 luôn. Bởi vì em thanh lý cho các bác thì mới có cái giá yêu thương như vậy nhá. Còn chuẩn mực ra thì hoàng thảo kèn Lai Châu người ta bán ít nhất nó rơi vào tầm 250.000 đồng một thân như vậy đến 300 nhá. Thì em bán cái giá này vô cùng yêu thương để mọi người sưu tầm. Một trụ trồn Lai Châu, giá hương bụi trồn Lai Châu ghép lũa này nhá, bán cho các bác là 600.000 đồng. Đấy, những cái shop khác thì đang bán 800 đấy, 900 triệu, 600.000 đồng cho mã số 28. 29 trầm trắng. Mã số 29 200. Mã số 29 đến thân tôi 4 6 8 9 thân. 9 thân nhá. Mã số 29. Mã số 30 vẫn là hoàng thảo kèn Lai Châu này. Có đôi 4 thân. 400.000 đồng. Thân dài của nó 20, 40, 50 cm. Còn hai thân ngắn hơn. 400 nhá, mã số 30. Các bác là muốn mua tác phẩm về chơi Tết không này? Đây là một trụ đen dâu đỏ nhá, hoa đỏ rảo luôn, hoa Tết. Giò này các bác là yêu là 1.200.000 đồng, đen dâu hoa đỏ nhá các bác nhá. Cái giò này thì nhà em ghép mấy giò vào nhau. Mã số 31 là một giò phi điệp vàng. Đang lụ này nhá. Đang lụ này nhá. Đây có một thân đang lụ này. Đang sưng lụ 2 3 4 5 6 thân. Có một thân đang lụ to 7 thân. Đang lụ to. Rồi em bán cho các bác xem này. 120.000 đồng. Được chưa? 120 nhá.
120.000 đồng cho mã số 31. Mã số 32 là một giỏ chồn lai châu như này, 250.000 đồng, đôi 4 6 8 9 cây. Vừa ngắn vừa dài là 9 cây nhá. Mã số 32. 250. Được chưa? Giá rẻ cho các bác sưu tầm. Vâng, và hẹn các bác là 12 giờ là nhà em vừa phát video, quay video và vừa phát trực tiếp trên kênh Phong Nam Rừng như kênh Phong Nam TV nhá. Em mến chào các bác nhé. Hẹn các bác vào 12 giờ nhé.